mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông tin về các bảng xếp hạng cũng như theo dõi trực tiếp các trận đấu nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin chi tiết. Nhận định trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Brunei SEA Games 30. Ngày 25 tháng 11, bộ môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu ở bảng A và trận U22 Việt Nam gặp U22 Brunei ở bảng B. Với tư cách là ứng cử viên giành huy chương vàng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dự giải đấu trên đất Philippines với phần lớn cầu thủ là những nhà á quân châu Á, cùng với sự bổ sung của hai cầu thủ dày dặn kinh nghiệm được giới chuyên môn đánh giá cao là Hùng Dũng và Trọng Hoàng. Nhiều khả năng Quang Hải và các đồng đội sẽ giành được chiến thắng trong ngày ra quân. Phía bên kia, Brunei vốn không phải là một đối thủ khó khăn đối với U22 Việt Nam. Trong trận đối đầu ở vòng loại châu Á, các cầu thủ đương kim á quân đã nhẹ nhàng giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Không nhiều người có thể tin tưởng vào đội bóng của huấn luyện viên Kwon Oh-sol có thể tạo ra bất ngờ trước tuyển U22 Việt Nam hùng mạnh. Dù vậy thì phát biểu trong buổi họp báo toàn bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tỏ ra thận trọng. Ông nói: "Bảng B rất căng thẳng, có thể sẽ phải toan tính tới hiệu số để đi tiếp. Tuy nhiên tôi sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận ra quân. Các cầu thủ chủ chốt của chúng ta đã thi đấu liên tục cùng các câu lạc bộ ở giải V-League quốc gia từ các trận đấu ở đội tuyển. Do vậy thể trạng và tinh thần của họ chưa hoàn toàn hồi phục. Bảng này để xét nhất nhì thì sẽ phải dựa vào các yếu tố phụ như là tỷ lệ bàn thắng thua, số lượng bàn ghi được hay là đối đầu. Nhưng nếu chúng ta dựa vào những yếu tố này mà đưa các cầu thủ chủ chốt đá mọi trận đấu thì sẽ gây chấn thương và phát sinh nhiều vấn đề khác nữa. Tùy từng trận mà tôi sẽ có sự thay đổi sao cho phù hợp. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ không được chấn thương. Trong 7 ngày chúng ta sẽ phải đá 5 trận nhưng là chỉ có 20 cầu thủ. Điều đó khiến ban huấn luyện phải suy nghĩ để tìm ra phương án khả thi nhất. Ghi nhiều bàn cũng tốt nhưng sẽ chỉ là thứ yếu." Theo những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo nói trong buổi họp báo trước trận đấu gặp U22 Brunei thì ông sẽ đặt sự thực dụng lên hàng đầu và cố gắng giữ quân số để đi một quãng đường dài. Vì thế có thể người hâm mộ sẽ không được chứng kiến U22 Việt Nam biểu diễn lối chơi đẹp mắt trước đối thủ yếu như U22 Brunei. Dự đoán U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đội hình dự kiến U22 Việt Nam gặp U22 Brunei. U22 Việt Nam sẽ ra quân ở SEA Games 30 gặp U22 Brunei. Đối thủ dù bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không chủ quan mà sẽ tung vào sân đội hình được coi là mạnh nhất mà ông có trong tay vào lúc này. Ở vị trí thủ môn là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Văn Toản và Tiến Dũng. Nếu như cách đây nửa năm, thủ thành Văn Toản gây sốt khi là hiện tượng tại V-League thì đến nửa sau mùa bóng, chàng trai này bất ngờ suy giảm phong độ khiến cơ hội bắt chính ở đội U22 Việt Nam là 50-50 so với Tiến Dũng. Với sự tự tin và hiểu biết trên lý đội nhà, khả năng cao khung gỗ sẽ được giao cho thủ thành người Thanh Hóa. Ở hàng thủ, việc không gọi Quế Ngọc Hải chứng tỏ sự tin tưởng tuyệt đối của ông Park và bộ ba Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thành Trung. Đây đều là những cầu thủ có thể hình và tư duy chiến thuật tốt, họ đều có khả năng phát động tấn công ấn tượng cho màu áo câu lạc bộ. Bên hành lang trái, Văn Hậu đương nhiên nắm vị trí số 1, dự bị cho anh là cầu thủ sở hữu chân trái khéo léo là Đỗ Thanh Thịnh. Còn bên phía đối diện là sự xuất hiện của Trọng Hoàng, trong khi dự bị cho anh đó là Hồ Tấn Tài. Ở tuyến giữa thì bộ đôi Hùng Dũng Việt Hưng xứng đáng chiếm được niềm tin từ ông thầy người Hàn Quốc. Hùng Dũng vẫn là máy quét ưa thích của ông Park, trong khi Việt Hưng sẽ nắm vai trò điều tiết, chia bài với cả chân trái rất ngoan. Bộ ba trên hàng công có những tuyển thủ quốc gia là Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh. Trong đó, Hoàng Đức thi đấu nhô cao gần Tiến Linh, còn Quang Hải sẽ đá rộng giúp hàng tiền vệ kiểm soát và luân chuyển bóng. Trên băng ghế dự bị, ông Park vẫn còn một mũi công lợi hại là Nguyễn Trọng Hùng. Đây có thể là quân bài tẩy nếu đội nhà gặp khó khăn trong khâu xuyên phá hàng thủ đối phương. Và cũng không thể bỏ qua Đức Trinh, cầu thủ rất chịu khó di chuyển tạo khoảng trống tốt, giúp đội nhà dễ dàng triển khai lối chơi tấn công. Với đội hình dày cả về chất và lượng, U22 Việt Nam đủ tự tin để hướng tới chức vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử và trước mắt là chiến thắng trước đối thủ U22 Brunei. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè cùng sống trong nhịp đập của một thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!